Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Chúc quý vị có một ngày mới làm việc hiệu quả và an toàn, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, vừa qua lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao thiệp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ân cần hỏi thăm và chúc các cụ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa, tấm gương cho con cháu học tập và noi theo. Các cụ cùng gia đình cũng rất vui mừng khi nhận được quà của Chủ tịch nước. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là động lực tinh thần để các cụ luôn sống khỏe mạnh cùng con cháu. Trong dịp Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 78 cụ tròn 100 tuổi được nhận quà của Chủ tịch nước. Ngày 24 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Điện Biên Đông. Sau hơn 1,5 tháng triển khai, đến ngày 15 tháng 1, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành và bàn giao hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Điện Biên Đông, theo chương trình của Bộ Công an. Tỉnh Điện Biên cùng với huyện Điện Biên Đông đã rà soát thẩm định các gia đình có nhà ở tạm, dột nát trên địa bàn huyện. Kết quả có hơn 1.000 hộ đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở từ nguồn vốn huy động của Bộ Công an với mức hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng một hộ, với cam kết thực hiện hoàn thành nhà trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể và 11 cá nhân. Tỉnh Điện Biên trao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho người nghèo huyện Điện Biên Đông. Ngày 24 tháng 1, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên chợ nhân đạo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đơn vị tổ chức đã phát 200 phiếu mua hàng miễn phí dành cho những người mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hộ nghèo, gia đình người khuyết tật, người già neo đơn, nhằm hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Buôn Ma Thuột có Tết ấm no. Sáng ngày 24 tháng 1 tại trụ sở Hội Khmer Việt Nam, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, công ty Medphone thuộc Viettel đã tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương Nhâm Dần 2022, tặng quà Tết cho bà con gốc Việt và Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lãnh đạo Medphone đã trao 200 suất quà trị giá 20 đô la Mỹ một suất nhằm góp phần động viên bà con đón xuân mới 2022 thêm đầy đủ và đầm ấm. Trước đó, ngày 21 tháng 1, tại trụ sở Hội Khmer Việt Nam, Ngân hàng Sacombank Campuchia cũng đã tổ chức trao quà Tết cho hơn 100 gia đình gốc Việt và Khmer có hoàn cảnh khó khăn thuộc nhiều khu vực của thành phố. Mỗi phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 20 đô la Mỹ. Chiều ngày 24 tháng 1, tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Vui Xuân trên quê hương Quảng Bình để lãnh đạo tỉnh gặp mặt, chúc Tết bà con người Quảng Bình đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài trở về quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bày tỏ sự vui mừng được đón bà con kiều bào trở về trên quê hương trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Chương trình Vui Xuân trên quê hương Quảng Bình là hoạt động ý nghĩa lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo bà con kiều bào, được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhằm tạo sự mới lạ và tăng sức hút với khách hàng, những nông dân thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã sáng tạo nhiều loại hoa kiểng trưng Tết độc lạ, trong đó có cây lúa thơm. Hiện mặt hàng mới mẻ này đang được khách hàng tìm đến và thu mua với giá cao. Sau khi các cây lúa được gieo xạ khoảng 20 ngày, người trồng sẽ cho vào chậu và bắt đầu chăm sóc, xử lý cho cây ra bông. Lúa cảnh được trồng khoảng 90 ngày là có thể bán. Giống lúa được chọn trồng là giống lúa thơm, ngoài có hương thơm, những bông lúa khi chín sẽ chuyển màu vàng ươm, bắt mắt. Hiện mỗi chậu lúa thơm được bán với giá 35.000 đồng. Do ít người trồng nên lúa cảnh đang trở thành mặt hàng ưa chuộng ở làng hoa Sa Đéc hiện nay. Chiều ngày 24 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo thống nhất lộ trình giải pháp mở cửa thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Hội thảo dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Hội đồng Tư vấn Du lịch, Bộ Y tế cùng các điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội thảo lộ trình mở cửa đón khách quốc tế, Tổng cục Du lịch đề xuất phương án kế hoạch lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế an toàn hiệu quả từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. Nhiều ý kiến của lãnh đạo các địa phương cũng như của chuyên gia du lịch cho rằng Việt Nam nên mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế ngay từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, không cần phải chờ đến ngày 1 tháng 5. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây là thời gian thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế. Vì việc triển khai chậm hơn thời gian trên
sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế. Tại hội thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lấy ý kiến để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cũng như thời điểm mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần và đủ về nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và đặc biệt là điều kiện an toàn trong dịch bệnh. Chiều ngày 24 tháng 1, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã trao giấy phép đăng ký đầu tư cho 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đầu tư mới và tăng thêm gần 230 triệu đô la Mỹ và 2 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Lớn nhất là dự án trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Chilisin Hồng Kông tại khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng với số vốn đầu tư tăng thêm là 73,7 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh kéo dài, những dự án đầu tư đầu tiên của năm 2022 vào Hải Phòng đã và đang thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào thành phố cảng năng động, hấp dẫn và luôn là điểm đến an toàn thành công của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm hết Tết đến, nhiều người được sum vầy chuẩn bị đón Tết bên người thân thì ở nơi tuyến đầu chống dịch vẫn còn có những cán bộ y tế không được về nhà. Chia sẻ với điều này, nhiều cấp hội phụ nữ quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã gửi tặng những món quà nhỏ để lực lượng này đón xuân khi đang làm nhiệm vụ. Thấy nỗi khó khăn vất vả của lực lượng chức năng đang căng mình chống dịch COVID-19, nhiều hội viên phụ nữ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã gói hàng trăm bánh chưng để tặng cán bộ chiến sĩ ở khu vực cách ly và các trạm y tế phường. Việc làm bánh chưng xanh để có một cái Tết nghĩa tình hơn trong cái dịp Tết rất là đặc biệt như này là cả nước chúng ta đang là gồng mình lên phòng chống dịch, thì làm bánh chưng xanh để gửi đến cho tất cả những cái lực lượng đang đứng ở tuyến đầu để phòng chống dịch cũng như là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì rất mong rằng là tất cả chúng ta sẽ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và cùng nhau đoàn kết để vượt qua dịch COVID-2019 trong năm 2022. Khi nhận những chiếc bánh chưng từ các hội viên phụ nữ, nhiều y tá, bác sĩ không giấu được niềm vui và xúc động. Tuy món quà không lớn, nhưng đối với họ, đây là tình cảm ấm áp của gia đình, là món quà tinh thần vững chắc. Tôi rất là vui mừng khi nhận được những cặp bánh chưng mà Hội Liên Việc Hiệp Phụ Nữ đã tự tay nấu để tặng cho các cán bộ nhân viên trạm y tế ạ. Cái Tết năm nay thì cũng rất là đặc thù đối với cả ngành y tế chúng tôi, khi mà làm việc 24/24 không được về nhà với gia đình, nhưng mà cũng đã có những cái cơ quan đoàn thể ở trên địa bàn phường quan tâm đến chúng tôi. Tôi hy vọng Tết năm nay người dân sẽ có cái Tết ấm no, hạnh phúc và an toàn, mạnh khỏe ạ. Việc các tổ chức, đoàn, hội và người dân nấu bánh chưng và mua nhu yếu phẩm tặng các cán bộ chiến sĩ đang căng mình chống dịch COVID-19 là việc làm vô cùng thiết thực, ý nghĩa, bởi hiện tại cả nước đang cùng chung lòng chung sức phòng chống dịch. Hãy lan tỏa yêu thương nhưng vẫn luôn phải tuân thủ 5K và các biện pháp chống dịch COVID-19 để có một mùa xuân bình an và hạnh phúc. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Nam những ngày gần đây diễn biến rất phức tạp. Số xã, phường, thị trấn ở cấp 2 màu vàng, nguy cơ trung bình, cấp 3 màu cam, nguy cơ cao, tăng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn do Sở Y tế Hà Nam công bố vào tối ngày 23 tháng 1, tỉnh có tới 11 xã, phường, thị trấn ở cấp 3, 27 xã, phường, thị trấn ở cấp 2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, khai báo y tế khi về quê từ các địa phương có dịch. Ngành y tế phối hợp với các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tăng cường giám sát dịch bệnh. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cảnh sát Bỉ đã vừa phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông khoảng 50.000 người biểu tình trên đường phố thủ đô Bruxelles, phản đối các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. Vào hôm 21 tháng 1, Ủy ban Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 của Bỉ đã thông qua việc áp dụng phong vũ biểu về mức độ dịch bệnh COVID-19. Phong vũ biểu phân định các vùng dịch theo 3 màu vàng, cam và đỏ. Nhà chức trách sẽ căn cứ vào màu để đưa ra những biện pháp phòng dịch phù hợp.
Việc áp dụng này đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi tại Bỉ. Và hậu quả là biểu tình đã diễn ra và biến thành bạo lực khi người tham gia ném pháo vào cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải dùng vòi rồng và hơi cay để chấn áp. 15 người, trong đó có 3 cảnh sát bị thương và đã phải nhập viện điều trị. 70 người đã bị bắt giữ. Phát biểu sau sự việc trên, Thủ tướng Alexander De Croo của Bỉ nhấn mạnh, xã hội của chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận bạo lực mù quáng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa đưa ra cảnh báo tới người dân rằng chỉ có tiêm chủng mới có thể kiểm soát dịch bệnh, và chính phủ nước này sẽ sớm thảo luận về quy định tiêm chủng bắt buộc để có thể cải thiện tình hình vào mùa hè tới. Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nếu không áp dụng tiêm chủng bắt buộc, nước này khó có thể đạt được tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cần thiết để giúp thoát khỏi đại dịch. Theo kế hoạch, Hạ viện Đức sẽ thảo luận về quy định tiêm chủng bắt buộc vào ngày 26 tháng 1 tới đây. Theo kết quả khảo sát của YouGov, đến nay 60% người dân Đức ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc ngừa COVID-19. Hiện có hơn 75% dân số Đức đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ Thủ tướng Scholz mong muốn tỷ lệ này sẽ lên mức 90%. Và thống kê mới nhất cho thấy trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 85.440 ca nhiễm mới COVID-19, với tỷ lệ nhiễm COVID-19 trong 7 ngày qua lên tới 806,8 ca trên 100.000 dân. Bộ Nông nghiệp Hà Lan thông báo các cơ quan chức năng đã báo cáo về một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây truyền cao tại một trang trại ở nước này và sẽ buộc phải tiêu hủy hơn 200.000 con gà. Bộ Nông nghiệp Hà Lan đã ghi nhận một đợt bùng phát dịch cúm H5N1 tại một trang trại ở tỉnh North Brabant, miền nam nước này. 46.000 con gà thịt tại đây sẽ bị tiêu hủy. Ngoài ra, các trang trại gần nhau tại tỉnh North Holland, miền tây bắc Hà Lan cũng sẽ bị phong tỏa trong thời gian lực lượng chuyên môn tiến hành các xét nghiệm xác định virus cúm H5N1. Dự kiến khoảng 170.000 con gà sẽ bị tiêu hủy. Như vậy, tổng cộng khoảng 216.000 con gà sẽ bị tiêu hủy. Bộ Nông nghiệp Hà Lan sau đó sẽ thông báo chi tiết về việc liệu các ổ dịch đã lan rộng hay chưa. Virus cúm gia cầm H5N1 thường lây lan ở động vật, nhưng cũng có thể lây truyền sang người. Các nhà khoa học Australia đã phát hiện một cách thức mới để đánh bại các loại siêu vi khuẩn Superbug đang khiến tình trạng kháng thuốc kháng sinh trở nên phổ biến hơn. Đó chính là việc ứng dụng các phân tử siêu nhỏ kết hợp với kháng sinh. Tình trạng kháng kháng sinh xảy ra khi các mầm bệnh như vi khuẩn, virus, vi trùng và ký sinh trùng biến đổi theo thời gian và việc dùng thuốc không còn hiệu quả, khiến quá trình điều trị khi nhiễm các mầm bệnh trở nên khó khăn hơn. Nhà hóa sinh học Shin Hun Sen, khoa kỹ thuật và khoa học thuộc Đại học Monash cho biết, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các phân tử siêu nhỏ gọi là nanoparticles kết hợp với kháng sinh sẽ phá vỡ lớp màng ngoài của siêu vi khuẩn và tiêu diệt chúng. Theo chuyên gia, thay vì đi tìm một loại kháng sinh khác để đối phó với siêu vi khuẩn, thì các nhà nghiên cứu nên sử dụng công nghệ nano để giảm lượng kháng sinh đưa vào cơ thể, tiêu diệt hiệu quả những sinh vật kháng thuốc. Phát hiện này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh các siêu vi khuẩn xuất hiện ngày càng nhiều, đe dọa sức khỏe con người. Tiếp theo chương trình là những nội dung đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, mức thưởng Tết và các chế độ phúc lợi của người lao động giảm so với năm trước. Vì vậy, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã sớm nhận định ưu tiên mọi nguồn lực, dành nguồn ngân sách hơn 2.400 tỷ đồng, chăm lo tới 8 triệu đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng sớm chỉ đạo các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn, ngành công đoàn trực thuộc tập trung các hoạt động lớn, tổ chức chương trình Tết sum vầy, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết, thăm hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động các tổ chức doanh nghiệp chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, nhất là người sử dụng lao động trực tiếp, ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đoàn viên và người lao động. Omicron kết thúc đại dịch, đừng chủ quan là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định về COVID-19 sẽ kết thúc ở châu Âu vào tháng 3 năm nay, hay Mỹ cũng cho biết họ đã thấy ánh sáng sau cơn bão Omicron. Ngay lập tức có luồng ý kiến tự tin theo ở Việt Nam, thậm chí là tâm lý chủ động nhiễm để có lộ trình như các nước kể trên.
Tuy nhiên, trước kỳ nghỉ kéo dài như Tết, đi cùng với các dịp hội hè tụ tập, các chuyên gia trong nước đều cho rằng không được chủ quan để tránh dịp Tết trở thành sự kiện siêu lây nhiễm kéo dài. Sau 3 tuần liên tiếp thành phố Hồ Chí Minh là vùng xanh và nhiều tỉnh thành bỏ quy định cách ly y tế, lượng khách đổ ra sân bay, bến xe và ga tàu về quê ăn Tết cũng tăng cao. Các chuyến bay và lượng hành khách đang tăng dần trong những ngày tuần giáp Tết, đặc biệt là ngày từ ngày 23 tháng 1, số chuyến tăng có đột biến. Trong khi đó, tại bến xe miền Đông, thống kê vào ngày 20 tháng 1 chỉ có hơn 4.000 khách, thì đến ngày 24 tháng 1 đã có khoảng 10.000 khách ra vào bến xe miền Đông để về quê. Số vé xe Tết đã bán là gần 60.000, đạt 60% kế hoạch. Khác với không khí mua sắm nhộn nhịp như thường lệ mỗi dịp Tết đến, năm nay sức mua của người tiêu dùng sụt giảm mạnh, thị trường ảm đạm dù Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề. Dù các doanh nghiệp đã cố gắng chia sẻ lợi nhuận nhằm giữ giá thành ổn định, kích cầu mua sắm dịp cuối năm, tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường kém khởi sắc lại chính là tâm lý của người tiêu dùng. Bởi thực tế rất nhiều người khi được hỏi về mua sắm Tết đều chia sẻ, đến thời điểm này vẫn chưa nghĩ đến. Nguyên nhân chính là vì thu nhập giảm do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trên báo Đại đoàn kết số ra ngày hôm nay có bài tăng giờ làm thêm kịch trần, người lao động có được lợi. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất nâng giới hạn số giờ làm thêm trong một tháng quy định tại Bộ Luật Lao động khi người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm giờ từ 40 giờ lên 72 giờ. Đồng thời, tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trong một năm mà không bị giới hạn nhóm ngành nghề công việc. Các chuyên gia kinh tế nhận định tăng thời gian làm việc để bù đắp cho những đơn hàng đã mất trong thời gian giãn cách là rất thiết thực, nhất là với những ngành sử dụng nhiều lao động và hoạt động theo thời vụ như dệt may và da giày. Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình lại tổ chức lễ cúng ông Công ông Táo. Đây là một trong những nét văn hóa phong tục đặc sắc được cộng đồng gìn giữ và phát huy gắn với việc nhắc nhở lẫn nhau, thực hành nghi thức đúng mực, nêu cao ý thức bảo vệ môi trường. Thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân nhầm tưởng phải cúng thật nhiều vàng mã rồi ném cho xuống sông hồ mới là thành tâm. Sự biến tướng này đã làm tổn hại tới môi trường. Nhưng với việc đẩy mạnh các giải pháp vận động tuyên truyền, người dân thủ đô ngày càng ứng xử văn minh hơn khi thực hành những phong tục truyền thống của dân tộc, qua đó giúp duy trì nhân lên những nét đẹp văn hóa trong đời sống hôm nay. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chương trình Trong Ngày Mới xin được tiếp tục với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Anh Thư. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý vị, lương bình quân của người lao động tăng 4% trong năm 2021. Gạo Việt được ưa chuộng dịp Tết Nguyên đán. Lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao. Các sân bay sôi động trở lại. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong tiểu mục Nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Dựa trên báo cáo của các doanh nghiệp, tiền lương bình quân của người lao động hiện nay ước đạt 7,84 triệu đồng một tháng, tăng 4% so với năm 2020. Theo loại hình doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền lương bình quân năm 2021 cao nhất với mức 9,13 triệu đồng một tháng. Tiếp đó là đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh. Từ ngày 1 tháng 4, Bộ sẽ tiếp tục khảo sát các doanh nghiệp trên cả nước để thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2023. Để chuẩn bị quay trở lại sản xuất sau Tết, nhiều doanh nghiệp đã tập trung thu hút và tuyển dụng lao động trên nhiều kênh tuyển dụng khác nhau như phiên giao dịch việc làm, các diễn đàn, mạng xã hội, thậm chí khuyến khích công nhân giới thiệu người quen. Nhưng đến thời điểm này, tình hình tuyển dụng vẫn còn rất khó khăn, dù doanh nghiệp đã có nhiều đãi ngộ để giữ chân và thu hút người lao động. Sau Tết Nguyên đán 2022, chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã ước tính cần khoảng 45.000 lao động lành nghề, tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí. Để bảo đảm hàng hóa không tăng giá, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các doanh nghiệp bình ổn, chợ đầu mối, hệ thống phân phối hiện đại để có thể cung ứng nguồn hàng dồi dào. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm việc với tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Tết 2022, thành phố cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân, nhà vườn, hợp tác xã các tỉnh tham gia các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, xúc tiến thương mại. Những năm trước đây vào dịp Tết, các loại gạo Lai Miên, Campuchia, Thơm Thái rất được ưa chuộng, nhưng khoảng 3 năm nay, gạo Việt đã dần chiếm lĩnh thị trường sau thành công của ST25. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giao thương biên giới vẫn chưa trở lại bình thường, nên lượng hàng nhập khẩu về ít, tiêu thụ chậm, không cạnh tranh được với gạo Việt cả về chất lượng và mẫu mã. Trong khi đó, gạo Thái Lan nhập khẩu chính ngạch có giá cao nên rất kén khách. Tại các đại lý ở khu vực miền Nam, các loại gạo đang được tiêu thụ nhiều nhất là ST24, ST25, Đài Thơm 8, Nàng Hoa, Thiên Vương. Tại Đồng Tháp, Bến Tre, các loại hoa, kiểng như cúc Tiger, cúc Đài Loan, cúc Pha Lê, cúc mâm xôi, hoa hồng các loại, vạn thọ, cát tường, hoa đồng tiền rất được ưa chuộng. Cung không đủ cầu. Theo các nhà vườn, năm nay sản lượng hoa, kiểng Tết giảm, khiến nguồn cung giảm theo, giá thành sản xuất, vật tư, phân bón lại tăng, nên giá hoa bán ra cũng tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng một chậu tùy loại. Đây là điều mà các nhà vườn không ngờ tới, bởi chỉ cách đây một tháng, các nhà vườn đều lo lắng vì rất ít thương lái tới hỏi mua. Tại một số địa phương như Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, bưởi da xanh cũng tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng một kg. Theo đó, bưởi loại từ 1,4 kg một trái trở lên, còn cành lá để trưng Tết, được thương lái mua tại vườn với giá 29.000 đến 30.000 đồng một kg. Bưởi loại 1,2 đến 1,4 kg một trái có giá 26.000 đến 28.000 đồng một kg. Các loại xoài cũng rất được giá nhưng sản lượng ít do bị mất mùa, chủ yếu chỉ để phục vụ trong tỉnh và thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Như xoài cắt loại 1, quả to 2 trái 1 kg hiện được bán với giá 85.000 đồng một kg, dự báo có thể tăng lên khoảng 100.000 đồng một kg trong một vài ngày tới. Theo thông lệ, cận Tết Nguyên đán thường là cao điểm của dòng tiền kiều hối về Việt Nam và hiện có khoảng 30% lượng kiều hối đang đổ vào kênh bất động sản. Tuy nhiên, thay vì đổ về các thành phố lớn, hiện dòng tiền này đang chảy về các thị trường mới giàu tiềm năng, nổi bật với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền vùng ven. Theo các chuyên gia, dòng tiền kiều hối đầu tư vào bất động sản sẽ tăng mạnh không chỉ trong dịp cận Tết Nguyên đán mà cả trong năm 2022. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp hồi phục sức mua trên thị trường bất động sản. Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách đã tăng cao, ước đạt hơn 59.000 lượt một ngày. Đặc biệt, khi văn bản 682 của Bộ Giao thông Vận tải về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ có hiệu lực. Theo nhiều khách hàng, giá vé máy bay cũng đã tăng trở lại. Hiện vé đi nhiều địa phương trong cả nước cũng đã được mua hết trong những ngày cao điểm trước Tết ở nhiều chặng. Theo dự báo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đi lại bằng đường hàng không sẽ tiếp tục tăng và dự báo cao điểm sẽ đạt khoảng 80% so với năm trước. Tỉnh Quảng Bình vừa khởi công xây dựng dự án thành phần 1 tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Đây là công trình trọng điểm trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có chiều dài hơn 86 km, đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố với tổng số vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Dự án đường ven biển đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuyến đường sẽ kết nối liên hoàn với trục Nam Hà Tĩnh và đường ven biển tỉnh Quảng Trị thành hệ thống thông suốt, tạo hành lang thông thoáng cho cả khu vực. Hứa hẹn mang tới nhiều thay đổi tích cực trên vùng cát trắng của các địa phương phía Bắc miền Trung. Việt Nam chưa khôi phục đường bay thường lệ đến Trung Quốc. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê ăn Tết. Đây là những thông tin giao thông đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa khôi phục đường bay quốc tế thường lệ. Theo phản hồi với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết nước này đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát dịch thông qua cơ chế Ủy ban Nhà nước về ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19. Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng chưa được giao thẩm quyền trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước về việc khôi phục vận chuyển hành khách quốc tế. Ga quốc nội cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang đón hàng chục ngàn khách đi lại mỗi ngày vào những ngày cận Tết.
có nhiều khung giờ hành khách chôn chân ở sảnh chờ làm thủ tục check-in và an ninh. Mặc dù các hãng bay phân luồng khách theo từng chặng bay cụ thể, nhưng khách đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh có số lượng khách đi lại đông, đặc biệt từ 5 đến 10 giờ và 15 đến 18 giờ. Quy định về điều kiện khách đi máy bay đã dễ dàng hơn. Ngoài bắt buộc khai báo PC COVID, các thủ tục còn lại cũng tương tự như những năm trước. Trước tình trạng lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đang tăng, Cục Hàng không đề nghị các đơn vị chuẩn bị phương án, sẵn sàng bay cả ngày lẫn đêm dịp Tết.